selfie. Anh gì ơi, cho em mượn điện thoại nhá. Cho mượn điện thoại. Quay cái mặt đi. Đi mua điện thoại đi gấu. Đăng. Cô bàn chân lặng nghe. Alo, mày đến chưa? Tao đợi 15 phút rồi đấy. Đẹp xuống rồi. Rồi bộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề. Yeah.